Đi lễ chùa đầu năm là văn hóa tín ngưỡng đẹp của người Việt, hướng con người đến một năm mới an lành tốt đẹp. Bởi thế tháng Giêng luôn được coi là tháng hành hương lễ chùa, kéo theo đó nhu cầu thắp hương, đốt vàng mã cũng rất lớn. Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất có nhiều chùa chiền, trong đó nhiều chùa nằm trong hoặc là ven rừng như khu vực núi Dinh Thị Vải, nên việc thắp hương, đốt vàng mã vào cao điểm mùa khô này tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng đang được các ngành chức năng và các cơ sở thờ tự chú trọng. Cũng như các chùa khác, trong những ngày tháng Giêng này, Tổ đình Linh Sơn cơ sở 1 tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ có đông khách thập phương Phật tử đến chiêm bái cầu bình an. Do đó, tình trạng thắp hương đốt vàng mã sử dụng nguồn điện cũng gia tăng. Nằm trên địa bàn khu vực rừng phòng hộ nên để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, nhất là cháy rừng, Ban Quản trị Tổ đình đã chủ động phối hợp với Kiểm lâm địa bàn thực hiện các công trình lâm sinh phòng chống cháy rừng, bố trí người nhắc nhở Phật tử, du khách đến chiêm bái, vãn cảnh chùa, thắp nhang, đèn đúng nơi quy định, hạn chế tối đa việc đốt vàng mã. Thì lúc nào ở Tổ đình Linh Sơn, cơ sở 1, quý thầy, quý cô cũng thường xuyên nhắc nhở quý Phật tử. Khi mà đến chùa thì khi mà mình đốt nhang hoặc là mình đốt rác lúc đầu thì nên cẩn thận của lửa, tại vì mình ở trong cái vùng điểm của rừng. Tôi cũng thường xuyên rằm mùng 1 thì cũng lên đây thắp hương. Thì có mấy sư thầy cũng có nhắc nhở là cũng đừng có nên dùng vàng bạc cho để ái đồ ảnh hưởng đến cháy rừng rồi đó. Mình cũng chấp nhận theo của thầy nhắc nhở. Cũng nằm trong lâm phần rừng phòng hộ khu vực núi Dinh Thị Vải, tịnh xá Ngọc Sơn Dinh chủ động dọn dẹp các diện tích thực bì lá khô trong khuôn viên tịnh xá, nhắc nhở du khách Phật tử hành hương hạn chế thắp nhang, đốt vàng mã để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng. Cái tài nguyên của quốc gia mình là rừng và nước. Vì vậy cái việc bảo vệ rừng, ý thức trong cái việc thắp nhang. Vì vậy mà một đoàn đến thì chúng tôi cũng khuyến khích tất cả quý Phật tử là chúng ta thắp một cây nhang. Hay chúng ta phải ý thức được bảo vệ thiên nhiên là sự sống và cái mạch dẫn đưa đến con người mình sống ổn định hiện tại cũng như phát triển ở trong tương lai. Mình phải tôn trọng, thí dụ mình đi lễ tới, mình cái tâm nguyện mình ấy mình đâu có cần gì phải đốt nhang nhiều là Phật mới dính đâu. Thì giờ mình nguyện lại đó mình lại rồi thôi chứ không có đốt nhiều để thầy rồi nhắc nhở. Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu, Phú Mỹ hiện đang quản lý hơn 7.000 hecta rừng phòng hộ, tập trung ở thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu, với khoảng 20 cơ sở nằm trong khu vực ven và trong rừng. Vào các ngày lễ Tết, nhất là tháng Giêng này, lượng khách hành hương đi chùa hoặc tham quan du lịch rất đông, nên hạt đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo, nâng cao ý thức bảo vệ phòng chống cháy rừng thông qua việc sử dụng lửa đúng cách, hạn chế thắp nhang và đốt vàng mã, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, 5 sẵn sàng. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, trên địa bàn hạt quản lý không xảy ra sự cố cháy rừng nào liên quan đến các cơ sở tôn giáo. Tuyên truyền trực tiếp tới các cơ sở tôn giáo để ký các cam kết về phòng chống chữa cháy rừng và sử dụng lửa rừng, thì cũng phối hợp với ban lý rừng hộ với địa phương cũng đi tuần tra và nhắc nhở các khách hành hương và cũng như các trụ trì chùa để họ nhắc nhở hạn chế sử dụng đốt vàng mã, sử dụng lửa trong rừng. Nếu mà có sử dụng thì cũng hạn chế và có biện pháp an toàn. Năm nay do ảnh hưởng của El Nino nên thời điểm này, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang khô hạn, nắng nóng hơn so với cùng kỳ mọi năm, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để bảo vệ rừng cũng là bảo vệ sự sống của con người, trong tháng Giêng hành hương này cũng như cả cao điểm mùa khô, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng và các cơ sở thờ tự, người dân du khách khi tham quan vãn chùa hay vào rừng trải nghiệm cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng. Có như thế, chuyến đi mới trọn vẹn, ý nghĩa, tốt đẹp.